Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Các bạn ạ, hôm nay mình đang có mặt tại phố chợ Tân Sơn, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đây. Vùng cao Lục Ngạn các bạn nhé, giáp với đất Lạng Sơn rồi. Và bà con ở trên này thì bán vải thế nào, vải của bà con hôm nay bán giá ra sao nhé, đặc biệt ăn vải vùng cao như thế nào, có ngon không nhé. Thì mình mời các bạn sẽ cùng mình gọi là dạo quanh một vòng phố chợ Tân Sơn và ăn vải cũng như là cùng không khí bán vải vùng cao các bạn ạ. Như mình đã giới thiệu rồi, đó là vùng cao Lục Ngạn thì bao giờ vải cũng sẽ chín muộn hơn. Ở dưới mình thì vải đã hết, gọi là gần loáng thoáng còn chút thôi, có ở ngã ba Tân Hoa thì còn một chút thôi, nhưng mà ở vùng cao sẽ chín muộn hơn khoảng tầm chục ngày, thì trên này sẽ nhiều vải hơn đấy. Thế thì vậy thì trước khi đi vào gọi là ăn vải cũng như là dạo cái chợ, phố chợ Tân Sơn cùng với mùa vải vùng cao, thì các bạn cũng không quên để lượt like, chia sẻ, đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ vào những cái sọt đầu tiên đây các bạn ơi, tại giữa trung tâm phố chợ này. Đường này rẽ vào làng hóa, đúng không? Vài của thanh niên, vài của em đây ạ? Của em được bao nhiêu đấy? 55k. Em ở đâu? À, là Hóa à? À, Khuôn Tỏ à? Nhà được nhiều không em? À, đấy. Năm nay vùng cao Lục Ngạn thì cũng mất mùa các bạn, nhưng mà ở tỷ lệ mất mùa, nhưng mà tóm lại so với vùng dưới có khi là cũng sẽ mất ít hơn đấy, tức là sẽ được khoảng tầm mười mấy phần trăm gì đó. 5-5 nghìn cân vải thiều chính vụ đấy. Đó. Ở phía trong cái chỗ ngầm chỗ làng Hóa có ấy không em? Có người cân không? Không có. À không có. Ở trong đó cũng mất mùa nhiều. Ở đâu được cái ngô đâu nhỉ? Mây hiện tại giờ đang mưa một chút rồi. Đây, 20 tấn mới được 1 tấn. Một tấn năm nay thì lại bằng 5 tấn năm ngoái. Quả vải đây là mới chín đến các bạn ạ. Đó. Tầm này mới chín đến. Có em ở trong vườn còn nhiều không? Hết rồi. Hết rồi à? Được khoảng 1-2 tấn không? À không được. 100 tấn. 100 tấn. 100 tấn thì... Đó. Ở phía đây các bạn nhé. Ở đây là cái đường rẽ vào làng Hóa. Còn dịch lên phía trên này là rẽ sang Tân Sơn ấy, ở khu cầu, khu qua cầu và từ Cấm Sơn xuống ấy. Ồ. Đâu em ấy chụp Phật chưa? Được anh ạ. Cái này được bao nhiêu anh? À thì đồng giá 5 năm hết à. Đồng giá, hàng đồng giá 55k. Giống như mọi năm anh em mình bán thì đồng giá 5.000 thôi, nhưng năm nay đồng giá 55k rồi. Nhưng mà hết rồi sao mà bẻ lưng xoắn này anh? Hết rồi. À, chuyến này chuyến cuối à? Chưa hết nhưng mà không bẻ được. À. Năm nay may mắn toàn đi mót vải thôi. À, tức là vẫn mót gì anh? Hàng mót đấy à? Nhưng mà thực ra là mót mất nhiều thời gian. Nhiều thời gian không đấy, đủ sức được. Và thế là tổng là mót được mấy tấn anh? À, nếu được mùa thì anh được bao tấn? À thế à? Được hơn chục tấn á? À vâng. Đâu em mời các bạn thử một quả vải của bác nhé. Đây, quả vải vùng cao ăn tại sọt luôn này. Mời các bạn. Ok các bạn, mới chín đến, ngon tuyệt vời luôn này. Nếu được mùa các bạn ạ, ở cái ngã ba này ra tắc đường luôn. Như năm nay ở vùng cao thì cũng mất, nên là các bác cũng đang mót, nhưng mà với thế này cũng ok rồi. Năm nay vải rụng cũng có giá, nên là vải rụng cũng có giá, nên là 20 mấy nghìn cân vải rụng đấy các bạn, nên là bà con anh chị em cũng vải dụng cũng có giá, nên là không cho kiểu được mấy, còn cho tiền thôi. À, bây giờ mình mời các bạn sẽ lên dịch lên phía trên nhé, để lên phía cầu này, còn xem cái chợ vải có đông, có tắc đường không các bạn. Giờ thì mới là sáng sớm ấy. Đây có một cái xe bo ở đây thôi. Thanh Hà mua mà.
ở phía giữa cái đường sang cầu sang Hậu Đáp này thì vải đông hơn nhiều hơn các bạn ạ. Đó, phía trên này cũng có bà con chở vải và xe mua vải, bo vải, đóng vải đây nhiều hơn rất là nhiều luôn. Đó, cụ thể như nào. Wow, có anh em được bao nhiêu đây rồi anh? 5 năm à? Ồ, hàng đồng giá 5 năm rồi. Ở trên vườn còn nhiều không anh? Mấy tấn nữa. Mấy tấn à? Ồ, tuyệt vời quá. Thế anh ở đâu? Hả? Hả? À, Hả, mày đưa rất nhiều nhỉ? Thế tổng như vậy thì được khoảng tầm chục tấn không? 5 tấn à? Ok rồi, 5 tấn năm nay thì quá tuyệt vời luôn. Thế là ngày nay bẻ mấy chuyến chuyến anh? 2 chuyến à? Vải gần như mới bắt đầu mới chín đến rồi nhỉ? Mới chín, chớm chín thì đây, nó vẫn còn đang hung hung xanh xanh này. Và hàng này đi chợ rất là thích luôn đấy. Ăn thời điểm này đang thơm, đang ngon. 55.000. Đó, ok quá. Các xe bò ở trên này cực nhiều luôn đấy các bạn. Hàng này bao nhiêu em? Hơn 40 à? Hàng đi chợ. Nếu ở đây các bác xe tải to đi vào, các bạn nhìn này, xe con xe đầu kéo này, vài con là tắt đường. Đây, phía mạn trên này thì cái lượng vải của bà con bán cực nhiều luôn. Xe bò cũng rực rỡ, nhiều xe quá, rất là tốt luôn. Tức là cái lượng mua như này thì phải nói là giá cả cho bà con sẽ tương đối là ổn định đấy. Cái hàng ở trên này thì mình mới thấy hàng chung thôi các bạn nhé, không có hàng đỉnh, hàng chung hết thì cái giá gần như là của anh nhỉ? À, tưởng là mình của 50 anh, 50 thì bán gì anh? Đó. Ở trên này thì đa phần bà con là dân tộc Nùng đấy các bạn, Nùng và Tày nhiều, còn các diện tích vải cực kỳ lớn, đồi vải các bác mà được hàng chục tấn, nên là ít mất mùa thì các bác cũng được khá khá. Như vậy này của anh em được bao nhiêu rồi? Con này được bao nhiêu em? 50 à? Đồng ghê. Lượng vải bà con dồn ra từ giờ đến tầm nửa buổi sẽ đông hơn rất là nhiều ạ. Đây có sọt đẹp đẹp của anh em được bao nhiêu đấy? Của em. Người ta trả bao nhiêu rồi? Là 50 à? Của em nhìn so với cả những sọt khác là tươi tỉnh hơn đấy. Sáng mã quả to đều. Ở trên này có cửa đóng ở trên này không em? Có mấy cửa đóng trên này à? Đó, thực ra là cái hàng đa phần đấy, hàng đồng giá 50-55 thôi. Còn hàng đỉnh hơn, vượt đỉnh hơn thì còn có. Bắt đầu bán không? Nói chung là năm nay cái lượng vải đẹp thì gần như rất là ít các bạn nhé. Đây có ông anh mua bò như này. Đấy, lượng người mua các bạn này đứng kín đường luôn. Đây cái đường này là cái đường mà Hậu Đáp sang. Đây mời các bạn xem xuống cái xe bo luôn ngay đây nhé. Cái đường sang Hậu Đáp bây giờ bà con cũng bán vải rất là thuận tiện, bởi vì cầu có này, đường bê tông có, đường trải đầy đủ hết lên đến vườn luôn, nên bán rất là thuận tiện luôn các bạn. Đó, đây có cái xe bo hàng đẹp bây giờ. Đây. Nên là việc lưu thông thuận lợi, bà con bán vải rồi làm kinh tế nó thuận lợi rất là nhiều. Chỉ có điều là năm nay nó mất mùa nên là bình thường không, cái đường này ra bà con chở vải tắc lên từ đây mọi năm trước các bạn, tắc hết từ dưới cầu lên đến trên này nhé. Đó, những cái hàng này. Cái hàng này được bao nhiêu anh em? 65.000 à? À đây 65.000 một cân đây. Ok quá. Anh ở bên Hậu Đáp hay là bên Tân Sơn? Hậu Đáp à?
Vải vải bao nhiêu đấy? 64 à? À 64.000, ok đấy. À, lên đến Tân Sơn soạn này mình thấy cái giá cao nhất rồi đấy. Ổ đáp, quả to, mã đều, quả to nhé, mã được được. Đó. Sọt... Thế là anh em nhà anh em đây quả nhãn này, quả to. Thế là của anh được nhiều không anh ơi? Vườn được nhiều không? Được 3-4 tấn. À được 3-4 tấn à? Thế thì thế là bán được mấy tấn rồi anh? Bán được chắc được 2 tấn. Hơn 2 tấn à? Thế ở vườn vẫn còn gì anh? À đã cả bán phải dụng rồi. À, thế là ở bên đấy anh chỉ được ở khu đấy anh chỉ được nhiều nhất à? Đúng không? Được đâu, có nhà nó được 8, 9 tấn, 10 tấn. À bên đấy thế anh ở xóm nào? À héo B á? À héo B ở bên đấy được anh nhà. Có nhà được 8, 9 tấn cơ. Héo B nó được nhiều chứ, nhà bây giờ nó đang cắt thằng 8 tấn, 10 tấn gì. À thế à, rồi ok quá, thế là phấn khởi. Nhưng héo B có đi sang bên này bán không? Bên này đấy. À đi bên này sang hết à? À chứ không đi theo cái đường ra đường ngã ba chỗ đèo Váng đâu à? Vâng, cái đường đấy dốc hơn. Dốc hơn xa hơn đúng không? Xa hơn. À vâng, đấy bên này thuận lợi đường xá mọi thứ. Nói chung là ok rồi, bán vải 8 10 tấn là chở chạy bon bon rồi. Hàng anh được 4 5 tấn thế này là quá ok rồi các bạn. Chất đầy nên nó đẹp hơn. Nói chung là nếu năm nay được sọt đầy như của anh là ít đấy. Đa phần là sọt sọt vơi vơi mới gọi là lưng chừng thôi, bởi vì là không có nhiều vải các bạn. Đó, nó phải xếp hết lên một cái sọt đầy này thì sẽ là đẹp này. Ok đấy. Rồi, bây giờ mình mà các bạn sẽ lên dịch lên phía trên nhé. Vì lượng vải trên này thì các anh chị em bảo là không có nhiều ấy, nên là ở giữa đường cũng chỉ vài chục sọt thôi, nhưng mà vì bà con chưa bán nên là đứng đông đông nên nó tắc một chút thôi. Nhưng mà không sao cả. Bà con phải bán để chờ giá nhé. Đó, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng lên nè. Anh em mua cũng đứng kín đường luôn này. Đây. Ở cái đường trên này là cấm sơn xuống các bạn ạ. Cấm sơn xuống này rồi thì giáp với đất Lạng Sơn. Chị à, chị mua bao nhiêu chị? À thế à, vẫn hàng ép nước à? Ồ, vẫn còn sọt Thanh Hà này các bạn này. Vẫn sọt Thanh Hà. Được giữa quá trời thì bắt đầu mưa lâm thâm cơ. Ồ. Nó giá 76 trên kia, tự nhiên em mất tiền. 76.000 ở trên kia rồi à? Chưa bán. Hàng đẹp quá. Cô nhà mình ở đâu đấy? Trong Hóa. À trong Hóa à? Vải trong làng Hóa đây, đỏ quá. Một sọt 76.000. Vải Thanh Hà. Hàng này năm mấy anh? 55 à? Đó. Đa phần đồng giá 5 năm trở lên có cái sọt vải ngọt là đến 64 là ok rồi. Đó, vải trên này chín muộn hơn so dưới mình các bạn ạ. Như của anh này bây giờ mới bắt đầu hung hung, mới bắt đầu vào chín. Trả bao nhiêu rồi anh? 64 rồi à? Ok đấy anh nhà. 64 nhưng chưa bán. Đó, hàng nó hung hung này ăn rất là thơm và ngon đấy. 64 chưa bán đấy. 64 chưa bán, giả 60 có bán không thì chắc chắn là không bán rồi. Đó, quả rất là đều to. Xe bo các bạn này, những cái xe cứ chổng đuôi ra để ăn vải, gọi xếp vải lên. Đấy, quả là tắc cục bộ một chút đấy các bạn. Vì có vài cái xe vải lên. Ở nhà anh em được nhiều không mà có lồ to này? À, vài 3 tấn à? Thế là ok rồi. Năm nay có tiền đầu trăm rồi, đôi trăm rồi. Chứng tỏ cái không khí ở vùng cao còn nhộn nhịp lắm các bạn ạ. Không khí vải vùng cao mà. Như mình đã từng chia sẻ trong đầu video là vải trên này chín muộn so với vải vùng thấp của mình khoảng tầm 10 ngày, 15 ngày nhé. Như khu vực ở dưới Trũ, dưới Quý Sơn hoặc là những cái xã vùng thấp là vải chín cách đây giờ lên mậm rồi. T
tức là bẻ vải lên nhánh rồi, nhưng trên này mới bắt đầu hung hung, mới xanh xanh vần vần thế này thôi. Đấy, nên nó chín, nếu từ giờ đến hết vải trên này khoảng tầm 10 ngày nữa các bạn ạ, tầm 10 ngày nữa. Đấy, nhưng mà 10 ngày nữa thì ở dưới mình lại có lớp lọc, lên lớp lọc xanh xong xuôi đây đâu đấy hết rồi. Đó, thế đặc thù của vải là thế, chín dọc từ vùng thấp lên vùng trên là thế. À, từ đây lên phía trên còn đông lắm. Đoạn đường nó từ đây lên khoảng tầm mấy trăm mét nữa các bạn ạ. Toàn bộ là xe mua vải đấy. Cụ thể thế nào có đi hết đường không thì mình mời các bạn cứ đi thẳng lên nhé. Cái hàng này thì trả bao nhiêu chị? Cái hàng này chị trả về 40 à? À mà. Tức là hàng gọi là xấu nhất ở ngoài đường đấy, ngoài chợ đây rồi. 40.000. Mà còn anh còn chưa bán đấy. Đó, dịch lên phía trên thì xem sao này. Xem có những xe bò và xe gọi là giá đỉnh không. Ồ, của anh em được bao nhiêu rồi? Của em 5-6 chưa bán. 5-6 chưa bán à? Hàng cũng được đấy. Nói chung là năm nay các bạn ạ, năm nay cái vải ở trên mình cũng như vải dưới mình và cũng như trên này thôi. Tức là để quả căng, quả to thì nó gần như là nó rất là ít đấy các bạn nhé. Nó chưa, năm nay cái lượng quả to nó không bằng mấy năm đâu. Đó. 6 à? À, 6 bao nhiêu? 5-6 ca. Cái phiếu năm nay in đẹp thế nhỉ. Phiếu trên này còn cả in cả màu nữa cơ. À đây, nhưng mà đây là sữa Ngọc Bím. Đây là công ty sữa. Đây bốc thăm trúng thưởng. Đây, nhưng cũng nó có ra view ạ. Chắc tí được bóc. 5-6 nghìn. Chắc là bốc thăm trúng thưởng thừa. Ok, chốt 5-6 ca là ok rồi. Các bạn lên gọi là cuối cùng của cái phố chợ Tân Sơn này xem thế nào nhé. Các bạn biết là sẽ có bao nhiêu con xe tải lên đây ăn vải không? Nếu đếm được thì có lẽ là cũng phải mỏi tay mỏi mồm đấy các bạn ạ. Lượng vải từ đầu phố ấy, lên đến trên này này. Đó, các bạn nhìn thấy xe tải đây. Đó, toàn bộ là xe tải và xe tải đây nữa này, và lên phía trên nữa nhé các bạn nhé. Đó, mãi phía đầu ngoài kia nữa, nên toàn bộ là cực kỳ nhiều xe tải lên để chuyên chở vải về dưới xuôi, về dưới thành phố đấy các bạn ạ, phục vụ các bác thành phố đấy. Đấy, các bác cùng mua vải ủng hộ. Nói chung là thực ra dùng từ ủng hộ thì cũng đúng thôi, nhưng mà thực ra là mời các bạn thưởng thức cái vải Thiều Lục Ngạn mùa 2024 nhá. Các bạn thưởng thức nhanh là không là hết đấy. Đấy, có tầm chục ngày nữa là hết thôi. Thì có vải xuất khẩu Trung Quốc, có vải phục vụ trong nước. Đó. Còn hàng này cũng được này các bạn này. Đó. Đa phần anh em gọi là xe cóc ấy. Còn nếu mà cân cho cửa, ơi quà này của anh to ấy nha. To được ấy. Hàng của anh to nhỉ. Và này trả bao nhiêu rồi anh? À rồi, anh bán Tân Hoa rồi. Anh ở Tân Sơn, hôm bán được cầm đàn. À thế à, hôm thế lại làm một cầm đàn nữa. Thế ở chỗ cái này thì trả bao nhiêu rồi anh? Trả 60 à? Anh bây giờ trả xuống Tân Hoa gì? Wow, từ Tân giá hơn. Vâng, nói chung là ở dưới đấy thì giá sẽ đỉnh hơn. Và hàng này hàng của anh, hàng đỉnh luôn này. Hôm trước anh làm một cầm đàn, anh bảo ấy rồi, đập rồi. Đó, giờ anh sẽ trả ở đây không được giá, anh xuống Tân Hoa anh bán. Vì ở trên này thì thực ra là mình thấy giá đỉnh, nhưng gần như không có, chưa thấy cửa nào. Thấy cái hàng cao nhất là đến 64 vải ngọt thôi, còn Thanh Hà là 76 thôi các bạn. Còn hàng chung chung thì đều là đồng giá 50-55 thôi. Và hai là cái những xe cóc các bạn ạ. Những cái xe cóc là đi chợ quê, chợ tỉnh, chợ trong nước ấy thì giá cũng không được đỉnh nhá. Đây những cái xe này, đó chỉ giá ăn hàng xấu, hàng chung chung thôi. Còn nếu để hàng đỉnh là phải đi cho anh Trung Quốc ăn thì sẽ giá đỉnh như ngày hôm qua. Vải ngọt đẹp như của cái anh vừa nãy thì tương đương nó phải tầm gần 80-82. A Lèng nó mua dưới cầu Chét, nó cũng mua, nó bo trên này nó cũng mua, nhưng mà không biết là đã gặp chưa. Được bao nhiêu rồi anh ơi? À vâng. Wow, có lỗ to, sọt to quá anh ơi. Cái này được bao nhiêu rồi anh? 7 mấy? 175 chưa bán. Hàng to thôi. Đó. Ôi, thằng em
có đồ bán không? 75 chưa bán. Hàng quá to quá. À, anh ấy, bây giờ đi đâu? Anh ấy xuống bán ở đâu được? Nãy giờ 73 ở trước kia nó cũng là bán không bán chỗ ở dưới cổng văn thí ở dưới đấy. À 73 chưa bán á? Cái nhà Thịnh Tin Yến đấy, chỗ Tin Yến. À vâng. Thịnh Oanh cũng trả giá đấy. Thịnh Oanh cũng trả trên đấy à? À đây à? À vâng. Đó, cũng trả 73 chưa bán. Hàng vải ngọt các bạn ạ. Quả nó bự hơn, to hơn các bạn nhé. Năm nay ở ra đường ấy thì để chục xoạt thì may ra, hoặc là hai chục xoạt thì may ra thấy được một cái xoạt quả to thôi. Còn đa phần là quả nó nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ xanh xanh này này. Chợ ơi, cả trên 5 cân này, cả thế. Anh kia em chỉ 7 cân chắc. Bao nhiêu em? 47 à? 45 à? Mình mời bạn thưởng thức một quả trên xoạt của anh ấy. Lượng xe nhiều vô kể. Trả 60 rồi. 60 chưa bán này. Đó, tiếp tục đi lên phía trên nữa xem. Thực ra để mà được có hàng đẹp năm nay thì thấy ít thật. Thấy rất là ít nha các bạn nhé. Cái hàng của anh em được bao nhiêu? Đấy, hàng quả nó nhỏ nhỏ năm nay các bạn biết không? Năm nay lượng quả nhỏ, quả đây các bạn này. Cái quả to nó này rất là ít nhé. Đa phần là quả, những sọt quả nhỏ nhiều. Vừa giảm sọt 60 rồi mà. Và các bạn dịch lên phía trên này nữa xem sao. Lượng xe đứng hai bên đường tắc luôn đấy các bạn. Wow. Ui, trên này lượng đông lắm các bạn ạ. Có lẽ đi mỏi chân nữa cơ. Mà mình đi chỗ này lên khoảng 200m rồi. Hai bên xe tải tắc đường nhé các bạn nhé. Ở trên đây có lẽ là thưa hơn, có lẽ bây giờ mình sẽ mời các bạn quay lại ở cái ngã ba xem là giờ tiếp tục mình sẽ lên phía trên các bạn để mời các bạn sẽ đi bộ nhé. Dạo bộ chắc phải như đi lên hết phía trên này là cũng phải gần cây số đấy các bạn. Thôi đã chót đi hết phố Tân Sơn là phải đi. Trên này nó thưa hơn. Đây, xe này còn chưa mua được gì này các bạn này. Nhiều bác hôm trước lên đây bảo vải thì cũng có nhiều nhưng mà không mua nổi, không mua được ấy. Xe nhiều. Đó, nhiều xe rồi vẫn đang chở gió không này. Đó. Chưa đoán được. Mới đang nhìn thôi. Wow. Chưa đoán, mới đoán được một xoạt thôi à anh? Chưa mua được anh? Chưa mua được em ạ. À thế à, tức là giá cao hay là vải chưa ưng ý? Giá cao em ạ. Giá cao à? Thứ nhất là hôm nay là vải thì ít mà hàng thì... À vâng. Xe thì nhiều. Xe thì nhiều đúng không? Vâng. Xe thì nhiều, vải ít. Mà chợ như đứa anh đi chợ ở trong nước ấy đúng không? Chợ thì giá sẽ mềm hơn nhỉ? Giá sẽ thấp thôi. Nên là bà con thường lại muốn tâm lý là bán cao. Để bán cao thì đương nhiên là các bác cái khó mua rồi. Đang đứng chờ. Ôi giời, nhưng khả năng là mình sẽ quay lại. Đây, lên đến bến xe Tân Sơn này các bạn. Đó, bến xe Tân Sơn đây rồi. Trên này thì thưa ít vải lắm, và xe thì nhiều. Và xe đây, xe chở không thì lại quay đi rồi. Lại một số bác đi chợ, nhiều xe đi chợ trong nước ấy, đi xe cóc, gọi là xe cóc đi chợ thì mua cái giá nó khống chế các bạn ạ. Mua cao thì lỗ, mà mua thấp thì không mua được, khó mua. Đấy, kiểu như thế nên là nhiều bác là sẽ chở gió như thế đấy. Lên nhưng không mua được vải. Nhiều xe, ít vải. À, có lẽ là mình mời các bạn sẽ quay trở lại phía trung tâm của cái ngã ba Hộ Đáp ra nhé, là đông nhất các bạn ạ. Còn trên này thì loáng thoáng được 4-5 sọt rồi. Còn ô tô thì đón chỗ trên này là gọi là cuối cùng rồi. Đó, đến đây là cuối cùng rồi. Đấy, và trước khi quay xuống thì xem là anh này để anh bán được xe này
giá bao ca nhé. Mùa lác đác thôi. Giá được bao nhiêu hả chị? Cái son này. Chị ơi, nếu mà xếp xoa xếp xoa thì phải đơn lá xuống dưới nhé, không phải nó hỏng hết đấy. Đang vải thiều chính phủ. Đi xe đi chợ đây. Hàng này 42 hả chị? 42 còn không muốn bán à? Và 42 còn đang nướng nữ này. Vâng, nướng nữ à? Ở nhà còn nhiều không anh? Nhà còn vài sọt nữa. À vài sọt à? Thế tổng được mấy tấn không? Được 2-3 tấn. À rồi, thế thì cũng ok rồi. Hơn 100 triệu rồi, thế là gọi là rất ổn rồi. Thôi 42 không bán, không muốn bán nhưng bán rồi, thế là tốt rồi. Đó, thôi bây giờ chúng ta sẽ mời các bạn trở lại. Phía rồi, nói chung là vào là sinh hết chị ơi, mình đã sinh rồi lo gì đâu. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại phía chợ trung tâm gọi ngã ba Hồ Đắc. Đấy, còn anh em trên này mua được những cái xe như này là 42.000. Đó. Vừa động viên mấy anh bảo các anh tích cực mua lên. Không là chở gió thì các anh bảo thôi thà chở gió về còn hơn là mua về mà không bán được lại lỗ. Đó. Đây. Sọt rất là to luôn. Wow. Lỗ to lắm. Trên 2 tạ các bạn ạ, ấn tượng. Canh chở vải như vải canh chở vải anh vải đi thẳng nên khó mua quá. Chốt sau này bao nhiêu rồi anh nhá? 6 xích à? Ok rồi, nói chung là vải tương đối đẹp đấy. Ôi nhưng mà cũng chưa bán à? Ok. Vì giá rất là cao nên là các xe mua cũng thứ nhất là gọi hàng cũng khó mà mua hàng cũng được ít lắm các bạn. Mua được ít lắm. Đấy phía trên thì các xe như có mua được đâu. Vải lại đổ về phía dưới này, đứng ở phía dưới này. Hàng này được bao nhiêu anh? 50 à? Vâng, ok, 5 đồng là tôi tuyệt vời rồi. Đó. Vải mới bắt đầu chín đến thôi. Anh ở trên Công Sơn à? Ở Tân Sơn này. À, Tân Sơn à? Hà. Hà năm nay rất là nhiều. Có anh được mấy tấn không? Được ít thôi. À vâng. 2 tấn à? Rồi, ok, có tiền trăm rồi. Làng Hà. Cũng 5 tròn. Đồng giá 50, 55. Giá dao động. Phía dưới này đợi bà con một số là đang chờ các bạn ạ. Chờ. Thực ra vải thì không có nhiều nhá. Vải đến thời điểm này cả như ở mọi năm tầm này thì tắc đường. Nhưng mà do là như mình chia sẻ là mất mùa ấy. Nhưng bà con cũng bán cũng chậm. Bán chậm và đứng ở đường chờ giá ngao, gọi là ngóng xem có bán được lên hay chưa nữa. Hai là bán cả buổi sáng cần một thồ thôi, bán rất là đủng đỉnh. Đứng chờ ở đường nhiều. Lượng vải ví dụ một dọc cái đoạn đường này mấy trăm mét cũng chắc chỉ được khoảng mấy trăm thồ, mấy trăm cái thùng vải này thôi. Nhưng mà vừa bán vừa chờ nên là có tắc đường cục bộ một chút các bạn ạ. Ở phía dưới kìa. Đó, chúng ta sẽ có cái sọt đẹp đẹp này xem được bao nhiêu đây. Đó, vẫn đấu giá. Đó, 50 hàng này thì không bán rồi. Đó. Một người bán đến 5-6 người gọi là quây quanh để trả giá. Đây, mùa mạnh như chị chắc được khoảng đôi tấn rồi này. Đó. Năm nay ở trên này thì cái vải đẹp cảm thấy ít lắm các bạn ạ. Ít vải đẹp lắm. Nên là gần như không có giá đỉnh ấy. Các bác có những vải đẹp là các bác ấy biết bán ở phía chỗ nào rồi. Là bác chở xuống dưới ngã ba Tân Hoa ấy các bác. Bán như một hai bác vừa rồi là các bác bán quen ở đấy rồi. Vải đẹp đẹp là các bác ấy bán xuống dưới đấy được giá hơn. Quay lại 5-6
56k đây em. Em giá 56. Em 56 á. Đi đi chợ mua chợ mà em mua cao hết đấy nhỉ. Hàng chợ 56.000. Em mua được mấy xoạt rồi? À 3-4 xoạt à? Đó, đây. Cả quân đội quân vải dụng. Sợ thật. Của anh mà không để ý tí là cái vải dụng này còn bị tranh mua hết. Đấy, bán vải dụng năm nay cũng khủng khiếp. Nên là vải đỉnh, vải đẹp năm nay nó không có thế. Ít ít có ở trên này, mà có thi thoảng có thì các bác bán sẽ bán ở phía dưới kia là cũng phải ok đấy. Chỗ lại là không có vải đẹp các bạn, không có vải ra đỉnh nhé, còn giữ hàng chung chung thì bốn mấy đến năm năm, còn để hàng đẹp đỉnh thì đúng là ít quá. Đó. Nhưng mà với bốn mấy năm năm như thế thì cũng rất là ổn rồi, so với năm ngoái giá hàng xấu mà chưa đến 10.000 thì gấp bốn năm lần các bạn, một xoạt gấp 4-5 lần giá năm ngoái là ok rồi. Cũng tắc đường đấy các bạn, ô tô rồi vài ba xoạt ra đường nữa là tắc luôn đấy. Để cho nó có không khí theo kiểu đúng vải dụng luôn đấy các bạn. Đúng vải dụng đấy. Đây các bạn nhìn này, mua vải dụng này, giá 30.000 đến 32.000 một cân vải dụng, các bạn thấy khủng chưa? Đó, nên vải cuống có giá thế là đúng thôi. Vải quả không cuống các bạn nhé. Quả vải rời mà đến 30-32.000 một cân đây này. Mua vải dụng luôn đây. Cái vải không cuống bình thường như mọi năm chỉ bán 4-5.000 các bạn ạ, 4-5-6-7.000 một cân thôi, nhưng năm nay nó gấp lên ví dụ 6-5-30 các bạn thấy không, gấp lên 6-7 lần so với cả năm ngoái. Thì đương nhiên vải cuống gấp lên hàng chục lần là cũng đúng, là cũng chuẩn nét rồi. Đấy thì chúng ta sẽ quay lại phía dưới này xem là vải của anh em chưa bán à anh? Đây vải của anh em chưa bán à? Được bao nhiêu rồi anh? Giá 50 rồi. Giá 50 chưa bán à? Vẫn đang chờ vậy, ngồi lên giải lao thôi. Anh nhìn vải dụng luôn mua. Đây vải đúng rồi. Vải dụng 30-32 đây. Đó, nên là vải cuống các anh em là cứ chờ bình tĩnh đó. Đó. Vải dụng là vải gì? Đó là vải nó không, các bạn ạ, vải dụng là cái vải nó không có cuống như này này. Đó, thì nhiều bác cũng bảo đấy thì ăn cần gì phải cuống, nhưng thực ra là cái cuống này nó có cuống và nó có giá trị các bạn. Đấy, biếu rồi tặng rồi thì quà rồi hộp các thứ. Còn nếu rời ra là quả nó không có giá trị bằng ấy. Và người ta mua đến tầm đấy rồi nên là anh em cứ bình tĩnh bán là như vậy. Đấy. 3-4 anh em đi chờ chống sọt đây chờ đây. Thế là anh lên không mua được luôn à? Sẽ không á? Tức là nó như thế nào? Tầm giá thì là giá cũng có thể là được đúng không? Đúng rồi. Hàng nói chung là hàng tầm này là ví dụ 6-70 thì lại không ăn được nhỉ? Chạy là không buôn được, chạy là lỗ các bạn. Đấy, thành ra là các anh ấy thợ chở lên đây xe không rồi này, vẫn thùng không, vẫn đóng nguyên đít, chưa mở tí nào, gọi đi dạo dạo chơi thôi. Đắt quá không mua được các bạn. Ví dụ như là cái hàng mà canh mà có lãi thì có anh phục mạnh lắm, nhưng mà đi với tầm xác định là đi tầm mà không bán được các bạn, mua 5-60 rồi thì 45-50 hoặc 60 gần 60 rồi thì đi là xác định là lỗ, nên là các anh đang dừng. Thi thoảng thì được thấy là một vài sọt quả to và nhẵn thôi, còn đa phần là quả nó nhỏ và gai các bạn. Với lại hai nữa, trên này là cái vùng núi giáp với cả khu Lạng Sơn này, gió bắc các thứ nó nhiều, và hai là quả trên đồi nhiều thì mình có cảm giác là vải nó bị đánh gai các thứ ấy. Cái mã của nó bị đen nhiều ấy các bạn. Đó, ở trên núi mà gió nhiều thành ra là mã nó xấu hơn. Hai nữa là năm nay cái quả nó chưa được giãn gai nhiều, quả nó còn nhỏ nhiều, nên là nhìn thi thoảng mới được một vài cái sọt nó đỏ và quả to mẩy mẩy thế này thôi. Còn lại là đa phần nó bị đen nhiều và giá nó sẽ, so với cả giá thì các bác ấy không dám mua. Giá quả nhỏ đen giá 40-50 các bạn. Đó. Đây trở lại ngã ba
của xăng Làng Ngạ hộ đáp đây rồi. Cái này được bao nhiêu rồi thanh niên? 60 à? 60 chưa bán đấy phải không? Hàng đấy thi thoảng mới thấy được một cái sọt của em đẹp ấy. Cái sọt này đẹp, 60 chưa bán đấy. Đấy. Gọi là nếu mà vặt như các bạn nhé, xếp lên sọt vặt những quả, bỏ những quả này đi này, bỏ quả này đi này thì sọt nó sẽ đỏ hơn. Đấy, ví dụ như mình, các bạn chỉ cần bỏ trang điểm đi, bỏ một hai quả đi thôi. Đấy, bỏ những quả này đi này, bỏ quả này đi này thì sọt nó sẽ đỏ và nhìn làm giá nó sẽ ok hơn. Nhưng năm nay thì cũng không cần thiết phải thế. Năm nay không cần thiết phải thế đâu. Em có đi lên hay đi xuống? Đi lên à? Đó, lên phía trên xem thế nào. Lên đi anh đẩy cho. Sọt rất là nặng luôn. Đi lên đi không là đổ đấy, vì nó cái sọt vải rất là nặng, đi chấp chới là không thể đổ là rất là nguy hiểm luôn các bạn. Các chị em còn chưa bán được đã mua vải dụng, đã đòi năm nay vải dụng đắt không? Nên là buôn vải dụng, mua vải dụng cũng thích. Vẫn trả 60. Anh trả tặng đường xe cũng vào đây nhé. Đây, những xe lên mua vải nhưng mà lại chạy lên rồi. Đấy, còn của các chị đang mua, các chị vẫn đang chờ đây nhưng mà vẫn đang ngồi đấy. Có sọt đẹp đẹp của ông em này thì ông anh đang trả đến 61 đây nhưng mà không biết là có bán không. Nhưng... vâng, đang trả 61 đây chị. Đây là 72. 72 à? 72 có bán không? À, bán 72 gì? À vâng. Cũng như này thôi. À vâng. Nói chung là trên này cái hàng đẹp thì nó ít chị ạ, không có. À vâng, đó. Đây gì? À 72 đây à. Ừ, cũng thành giá bán luôn đây rồi gì chị? Đây bán rồi, cái đúng ở đầu xe. À vâng vâng. 72.000 đây à. Nhìn cũng được đấy chị ạ. Vải đẹp. Đó, à nó cũng gì tổng cái tương tự. Vâng. Vâng. Tươi hơn chị ạ, cái chỗ này thì nó chấm chàm tí thành ra là nhìn nó xấu hơn. Và còn hàng trên này thì nó không có nhiều hàng đẹp chị ạ, thi thoảng mới thấy một sọt đẹp thôi. Các chị mua hàng đẹp hay chị mua hàng xấu? À vừa cũng phải 60 chị nhỉ. Năm đầu quay đầu à? Năm đầu quay đầu thì mua như hôm nay cũng khó mua ấy. À, chị cũng về lắm. Và em cũng mua nhưng mà trêu vậy thôi, em đi chơi thôi, làm vải thôi đó. Còn các chị mua, các chị đang cầm phiếu chơi không mua được là thế. Ở một số xe thì các chị bảo quay về rồi. Rồi thử xuống xem cái sọt Thanh Hà này xem chốt được bao nhiêu nhé. Sọt Thanh Hà lúc mình gặp rồi ấy, ở phía đầu đây rồi. Thanh Hà đẹp quá, cái này được bao nhiêu rồi anh? 75 à, ok quá nhỉ. Giá nhìn thấy 75.000 một cân nữa. Hàng Thanh Hà vẫn đỏ tươi lắm, đẹp lắm. 75.000. Đây 75 à. Em còn nhiều Thanh Hà không? Em á? Ừ. Em đã còn được tầm 3 lồ này. 3 lồ này nữa à? Ôi, chứng tỏ ok đấy nhỉ. Kể cả Thanh Hà trên này cũng chín muộn hơn ở phía dưới, vùng dưới. Nào đấy? À, mình kênh núi đồi Lục Ngạn. À, thế à? Được rồi. Yeah. Rồi chúc mừng anh em nhé, vải đây. Còn ba sọt này nữa là ok rồi.
75.000 một cân. Bảy mươi lăm nghìn xếp cao cao lên em bán được cao nhất được bao nhiêu? Cao nhất được 78. Cao nhất được 78 à? Sáu bảy lại mất vừa lên em lắm rồi.